Tôi xin có một số ý kiến như sau ạ. Qua cái bài trình bày mà của anh Hải và anh Vi thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái xu hướng phát triển về năng lượng của Việt Nam trong những năm gần đây thì trong trước cái thời điểm mà năm 2016 thì đa số các cái nguồn điện mới thì là được phát triển là chủ yếu là về thủy điện này, về nhiệt điện. Thế nhưng mà bắt đầu từ năm 2018 cho đến nay thì cái nguồn điện mới phát triển chủ yếu lại là các cái nguồn năng lượng tái tạo. Cái việc mà phát triển được năng lượng tái tạo ở Việt Nam ấy thì đầu tiên phải nói đến vấn đề là công nghệ đã phát triển và đã chín muồi để cho các nước đang phát triển như Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội này. Điểm thứ hai nữa là cái đột phá về mặt chính sách. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là phía chính phủ Việt Nam đã có những chính sách rất là kịp thời để có thể thúc đẩy được cái thị trường này phát triển bắt đầu kể từ năm 2017 đến năm 2018. Đó là hai cái chính sách về giá fit cho điện mặt trời và sau đó giá fit cho điện gió. Đây là hai cái công cụ chính sách đã kích hoạt được cái thị trường. Mình thấy rằng là bắt đầu từ năm 2018 thì cái tỷ lệ năng lượng tái tạo ở Việt Nam nó chỉ chiếm 1% thôi. Thế nhưng mà đến năm 2021 thì cái tỷ lệ công suất lắp đặt lượng năng lượng tái tạo ở Việt Nam đã tăng đến 29%. Ở đây chúng ta phải thấy rằng là cái vai trò quản lý cũng như là cái tầm nhìn của chính phủ trong cái việc mà phát triển nguồn cho phù hợp với phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Tôi cho rằng là cái xu hướng phát triển này nó không đi ngược lại với xu hướng phát triển trên thế giới và nó cũng đã thu hút được một lượng tiền khá là lớn, một nguồn tài chính rất là lớn vào Việt Nam để đầu tư cho cái lĩnh vực này. Như vậy có nghĩa rằng là cái việc mà đầu tư đa dạng hóa cái nguồn đầu tư cho ngành năng lượng của Việt Nam đã đạt đến được một cái kỳ vọng như là chính phủ đã đặt ra, tức là đa dạng hóa cái nguồn đầu tư. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng ngoài những tuy nhiên rằng là chúng ta thấy rằng là như anh Hải cũng vừa có thông tin rằng là các cái chính sách về cơ chế tài chính cho năng lượng thì gần như là chúng ta đang bị có một cái khoảng trống. Tức là đến cuối năm 2020 thì cái giá fit cho năng lượng mặt trời thì đã kết thúc và đến tháng 10 vừa rồi, cuối tháng 10 vừa rồi thì cái giá fit cho điện gió thì cũng đã kết thúc. Vậy thì tiếp theo sẽ là gì? Thì tôi nghĩ rằng là trong 2 năm vừa rồi thì trong bên phía chính phủ cũng đã có rất nhiều các cái thảo luận mà liên quan đến sau giá fit là gì. Thì đối với solar thì sau giá fit là giá fit, thế giá fit 2, thế còn đối với cả điện gió thì sau cái giá fit 1 từ năm 2019, 2009, 2011 thì là giá fit 2 là năm 2018. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa biết rằng là cái cơ chế đấu thầu nó sẽ được thực hiện như thế nào. Ở bên phía chúng tôi thì chúng tôi đã có thực hiện một cái nghiên cứu về cái phương pháp thực hiện đấu thầu cũng như là cái việc mà có thể áp dụng được luật đầu tư luật về đối tác công tư ạ, từ cái luật PPP trong đầu tư về năng lượng thì chắc là tới đây chúng tôi sẽ công bố cái báo cáo nghiên cứu đó. Nhưng theo về cơ bản thì phía chính phủ Việt Nam phải có cái chính sách mà phát triển năng lượng tái tạo có lộ trình xuyên suốt và liên tục thì mới có thể duy trì được cái thị trường này tiếp tục phát triển. Và cái giá mua điện năng lượng tái tạo từ các nhà máy mới thì thường được mang ra so sánh với giá điện của các nhà máy thủy điện và nhiệt điện đã được phát triển từ nhiều năm trước trong quá khứ. Thì cái cơ sở so sánh này sẽ không không thể nào mà thúc đẩy được cho cái ngành này có thể phát triển được. Thì đấy là một cái rào cản rất là lớn trong tiềm thức của mọi người, bởi vì mọi người nghĩ rằng là Việt Nam mình có thể là có một cái nguồn tài nguyên vô hạn đối với than và dầu khí. Nhưng mà cái này không không đúng. Bởi vì về bản chất Việt Nam mình đã nhập khẩu than từ cho sản xuất điện từ năm 2015. Và do vậy thì cái việc mà gia tăng cái tỷ lệ sản xuất điện từ nguồn nhiên liệu nhập khẩu thì sẽ đẩy cho ngành điện ngày càng phụ thuộc vào cái nhiên liệu nhập khẩu cũng như là nó sẽ tăng rủi ro cho ngành này vì là mình tiếp tục phải phụ thuộc vào cái thị trường thế giới mà cái thị trường giá nhiên liệu thế giới thì tất nhiên nó cũng phụ thuộc rất nhiều thứ và nó sẽ tăng giảm theo thị trường thế giới. Vậy thì cái thị trường trong nước của Việt Nam có thể react, tức là có thể là tương tác được với cái thị trường thế giới hay không? Nếu trong trường hợp mà chúng ta đặt ra một cái quy hoạch là đến năm 2030 thì 48% điện sử dụng ở Việt Nam sẽ phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Thì đây là một câu hỏi rất lớn cho những người làm chính sách hoặc là những người làm quy hoạch. Bởi vì nếu mà trong trường hợp chúng ta đặt cái kỳ vọng quá lớn vào một cái nguồn nhiên liệu nhập khẩu để sử dụng trong nước mà lại muốn kiềm tỏa cái giá điện ở trong nước theo đúng với cả cái
xu hướng phát triển kinh tế của quốc gia thì đây là một điều rất là khó. Ngoài ra tôi cũng thể nhìn nhận thấy rằng là chúng ta thiếu một cái chiến lược chuyển dịch năng lượng tổng thể cho quốc gia trong dài hạn, bao gồm các yếu tố như là nội địa hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, giảm chi phí phát triển nguồn bằng các cái chính sách số hóa hoặc là minh bạch quy trình phê duyệt một cửa cho các cái dự án năng lượng tái tạo, hoặc có thể là công bằng, cái sự công bằng trong tiếp cận các cái dự án. Thì từ cái việc mà chúng ta có thể là phát triển cái cơ chế đấu thầu, và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải có các cái cơ chế mà cần được bình đẳng hơn đối với tất cả các cái nguồn. Ví dụ chúng ta có thể tổ chức là đấu thầu theo cái dạng hình năng lượng, cũng có thể đấu thầu theo công suất, hoặc cũng có thể đấu thầu kể cả cái dịch vụ mà bảo trì lưới điện cũng như đầu tư cơ sở tầng hành điện. Tôi nghĩ rằng cái thách thức trong 10 năm tới của Việt Nam song song với việc mà thách thức phát triển nguồn mới thì đó chính là cái thách thức về phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện của Việt Nam. Bởi vì là chúng ta đang sửa đổi luật điện lực và chúng ta đặt ra rằng là chúng ta cũng sẽ huy động tư nhân đầu tư vào lưới điện. Thế thì lưới điện ở đây thì có hai phần, là phần lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối. Thế thì từ trước thì chính phủ Việt Nam cũng đã có một số các cái chính sách khuyến khích đầu tư cho lưới phân phối rồi, nhưng mà lưới truyền tải thì chưa có, và quy định rằng lưới truyền tải là được bảo hộ, tức là gọi là monopoly bởi chính phủ, thì bình rằng là bao gồm cả tư nhân. Vậy thì cái cơ chế nào sẽ hỗ trợ cho cái đó? Và cái từ trước đến nay thì chúng ta huy động ODA để đầu tư cho lưới truyền tải. Thế thì bây giờ chúng ta không có nguồn ODA vì ngành điện không thể nào có được cái bảo, coi như là cái bảo trợ. Thế thì chúng ta sẽ lấy nguồn tiền ở đâu để huy động cho đầu tư lưới truyền tải Việt Nam? Thì đây là những cái câu hỏi rất là lớn mà các cái nhà hoạch định chính sách cũng như là quy hoạch sẽ phải đặt ra trong cái giai đoạn tới. Tôi xin hết bài của tôi.